Chào các bạn, tôi là Phú. Tôi sẽ giải thích vì sao tôi xuất hiện trong video này. Tôi luôn mặc quần đùi khi đi làm. Tôi nghĩ là càng làm việc một cách thoải mái, càng đạt được hiệu suất cao trong công việc. Nasdaq là một nơi hiếm hoi có được cái tiêu chí đó. Nhưng sự thoải mái không phải là tất cả, nhất là lúc bạn bị quay cuồng vào vòng xoáy của công việc. Lúc đó ta cần một cú té thật đau mới tỉnh dậy được. Có một lần vì lỗi của tôi mà công ty suýt mất 8 tỷ trong vòng 3 giờ. Đoàn chí tử đó đã làm nên tôi của ngày hôm nay, một thành viên của SWAT Team, đội phản ứng nhanh giải quyết những vấn đề xảy ra trong các dự án. Và mỗi ngày đi làm là một ngày vui tại đại gia đình Nasdaq của mình. Hãy tham gia vào Nasdaq để được đào tạo, trở thành superhuman tiếp theo.